Chào các bạn. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số từ và số ký tự trong Word. Thì trên thực tế có nhiều khi các bạn cần biết được là cái đoạn văn bản của mình có bao nhiêu từ, cái file Word của mình có bao nhiêu từ hoặc và bao nhiêu ký tự. Thì để xem được số từ và số ký tự chúng ta làm như sau. Thì trên màn hình Word các bạn nhìn vào thanh status bên dưới thì có thông tin về số dòng. Ở đây là 6 dòng. Và tổng số từ là 30 từ. Như vậy chúng ta nhìn ngay được là số dòng và số từ. Thế để mà biết thêm chi tiết là số ký tự thì các bạn click vào là Word, được chữ Word ở góc dưới này, click vào đây. Bạn thấy là thông tin chi tiết được hiển thị ra rất là nhiều thông tin, gồm có số trang này, số từ này, số ký tự mà không đếm dấu cách này, số ký tự mà đã bao gồm cả dấu cách này, đoạn văn này, số dòng này. Như vậy là các bạn có rất nhiều thông tin. Một cách khác để xem các cái thông tin chi tiết này, để bật ra cái màn hình vừa nãy, thì các bạn có thể vào menu Review, không cần phải click vào biểu tượng Word ở bên dưới này, mà vào menu Review, chọn là biểu tượng Word Count. Như vậy các bạn cũng bật ra được màn hình xem thông tin về số dòng, số từ, số ký tự rất là chi tiết. Chúc các bạn thành công.